Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm là chủ động tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động, kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, tập trung vào một số nội dung quan trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn, hội, các cấp, thực hành lời dạy của Bác. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại, nhân dân theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước ra lời kêu gọi tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong nhân dân, đóng góp ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch, bổ sung nguồn kinh phí của chính phủ mua vaccine phòng dịch, góp phần ngăn chặn kiềm chế sự gia tăng và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tổng Bí thư yêu cầu thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Trước tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao tham gia phòng chống dịch. Đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, nhất định phải dập được dịch.